bổ sung thêm một trò chơi nữa cho truyền hình. Công việc bận rộn là cái cuộc sống hàng ngày của mình. Còn nụ cười thì thường là nó xuất phát từ cái niềm vui trong công việc. Đại như là trang tử nhất này thôi. Là mối chỉ chữ nhé. Cái đó là một cái gì không ở cái đó là một cái gì.